Xin kính chào quý vị và các bạn. Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, nên trong hôm nay và ngày mai, tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm, cũng như hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp. Sau đó, đến ngày mùng 5, khi rãnh áp thấp suy yếu, mưa rông sẽ giảm xuống diện vài nơi, cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại. Tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với rãnh áp thấp nên trong hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác lúc chiều tối. Trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Sau đó từ ngày mùng 5 mưa cũng có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi. Và cùng với mưa giảm thì nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ bắt đầu từ ngày mùng 5. Ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn. Sau đó từ ngày mùng 5 mưa sẽ giảm nhanh nên nắng nóng trên diện rộng sẽ quay trở lại. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến có mưa rông vài nơi với thời đoạn ngắn. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ban ngày có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động ở ngưỡng 33 đến 36 độ. Vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới vẫn chịu tác động chính bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam gây mưa rông, tập trung nhiều trong thời điểm về chiều và tối. Cục bộ có mưa rông mạnh. Khuyến cáo với người dân khu vực về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa rông là xét và gió giật mạnh. Thời tiết ở đây khá mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ trong ngày giao động từ 20 đến 30 độ. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ trong 3 ngày tới, tại đây cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên tiếp tục duy trì mưa rông lúc chiều tối. Trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày khu vực có nắng với cường độ vừa phải nên mức nhiệt trưa chiều chỉ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ.